Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CDTV của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Bản tin 9h10 ngày 27 tháng 9 hôm nay sẽ được mở đầu bằng một số tin tức trong nước đáng chú ý. Ngày hôm qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại đại hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam trân trọng ghi nhận những thành tựu và đóng góp to lớn của đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển và trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đất nước phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thu hẹp khoảng cách với các nước, đồng thời phải chú trọng tới bảo vệ môi trường, tới các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa nghệ thuật, từ đó đặt ra những nhiệm vụ đồng thời cũng là điều kiện để đội ngũ kiến trúc sư cống hiến sức lực tài năng của mình cho sự nghiệp chung, trực tiếp nhất là cho phát triển kinh tế đồng thời với phát triển văn học nghệ thuật. Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tư vấn phản biện, góp phần xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi để kiến trúc sư nói riêng, văn hóa nghệ thuật, kinh tế xã hội nói chung phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng. Các cấp ủy đảng chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ kiến trúc sư nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung phát triển công hiến cho đất nước bằng tất cả tài năng, trách nhiệm và tâm huyết. 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 8,97 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và lâm sản gỗ đạt 8,38 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2019. 5 thị trường xuất khẩu chính bao gồm Hoa Kỳ, 4,19 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2019, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Từ đầu năm đến nay, ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản đã có nhiều biến động, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất chế biến và giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản. Trong đó phải kể đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, khi dịch bệnh đã dần được khống chế, các quốc gia đã bắt đầu phục hồi sản xuất kinh doanh, mở cửa phát triển kinh tế, nên nhu cầu nhập khẩu gỗ và lâm sản đã tăng lên đáng kể với nhiều đơn hàng đã được ký kết. Đáng chú ý giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đã tăng trở lại và trong tháng 8, tháng 9, giá trị xuất khẩu đã tăng ở mức hai con số. Đặc biệt, lần đầu tiên giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 8 đã đạt trên 1 tỷ USD. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức họp báo công bố thời gian chính thức khởi công xây dựng 3 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận về việc tổ chức đồng thời khởi công xây dựng 3 dự án cao tốc Bắc Nam, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Từ cuối tháng 7 đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành tất cả hồ sơ của 3 dự án cao tốc Bắc Nam, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 7 đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định, đồng thời đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Đối với ba dự án đó theo hình thức PPP và đã được xác định. Việc triển khai khởi công xây dựng ba dự án giao thông này đặc biệt quan trọng thể hiện sự quyết tâm của chính phủ trong việc phát triển đột phá về hạ tầng giao thông, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước trong bối cảnh dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt, Việt theo Cyberbot đây là sự kiện thứ 16 trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Made in Việt Nam nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Viettel Cyberbot là nền tảng được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, với mục đích giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng trên nền tảng công nghệ xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, xây dựng hệ thống tổng đài tự động, thông qua tương tác với khách hàng bằng tin nhắn hoặc bằng giọng nói. Viettel Cyberbot ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải trong quá trình giao tiếp và tự động cải tiến hệ thống liên tục từ chính những tình huống thực tế. Viettel Cyberbot có khả năng vượt trội về xử lý ngôn ngữ, giúp giọng nói đạt tới mức độ tự nhiên giống đến 95% giọng người thật ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã phải tái áp đặt lệnh phong tỏa và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, số ca bệnh tại nước ta vẫn là 1.069 ca với 35 trường hợp tử vong. Trong số các ca bệnh đến nay, có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Việt Nam bước sang ngày thứ 25 không có cao cấp mắc. Việt Nam bước sang ngày thứ 25 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 16.829 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có 22 ca âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần. Đã có 999 ca điều trị khỏi, chiếm hơn 93% tổng số ca bệnh. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã ghi nhận hơn 33 triệu người nhiễm Covid-19, trên 998.000 trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch với hơn 209.100 trường hợp tử vong trong tổng số trên 7,2 triệu ca nhiễm. Tiếp theo là Ấn Độ, số ca nhiễm tại nước này đã vọt lên con số gần 6 triệu với hơn 94.500 người tử vong. Khu vực châu Á đứng thứ hai sau Ấn Độ về số trường hợp mắc là Iran, tiếp theo là Bangladesh. Tại khu vực ASEAN, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang nóng lên ở Philippines. Hiện thủ đô Manila và các tỉnh lân cận áp đặt những biện pháp phòng dịch cho đến cuối tháng 9, hạn chế việc di chuyển không thiết yếu và cấm tụ tập đông người. Đứng ở vị trí tiếp theo là Indonesia và Singapore. Tại châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng, Châu Phi đã thoát khỏi giai đoạn đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Châu Phi ghi nhận 1,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó bao gồm 34.706 trường hợp tử vong, thấp hơn đáng kể so với các quốc gia và châu lục khác trên thế giới, đặc biệt so với Mỹ. Theo WHO, phần lớn các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Châu Phi như Nam Phi, Algeria, Ethiopia, Nigeria đều ghi nhận số ca mắc mới giảm mạnh trong hai tháng vừa qua. Trong đó Nam Phi, quốc gia chiếm tới nửa số ca mắc tại châu lục, chứng kiến số ca mắc mới giảm từ 70 đến 80%. Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục gặp sóng gió sau vụ binh sĩ Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc khi người này mất tích trên biển hồi đầu tuần. Hãng thông tấn của Hàn Quốc Trích các thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho rằng, vụ bắn chết quan chức Hàn Quốc ở trên biển không phải là chỉ đạo của Chủ tịch Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc về vụ quân đội Triều Tiên bắn chết một quan chức Bộ Đại Dương và Thủy sản Hàn Quốc. Hàn Quốc đề nghị phía Triều Tiên thực hiện thêm cuộc điều tra liên quan tới vụ việc. Phía Hàn Quốc cũng sẵn sàng tham gia điều tra chung nếu cần thiết. Cố vấn an ninh Hàn Quốc cũng cho biết, Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên gần đây đã trao đổi thư cá nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng lời xin lỗi chính thức của Triều Tiên là một động thái tích cực. Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý trong tỉnh ngày 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp quản lý nhà nước ngành chuyên viên, chuyên viên chính cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chuyên viên các cơ quan, ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, lớp chuyên viên chính có 80 học viên, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên có 75 học viên. Tham gia khóa bồi dưỡng, học viên lớp chuyên viên chính phải hoàn thành 17 chuyên đề nghiên cứu như chuyên đề tổng quan về chính sách công, quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công, quản lý về hành chính nhà nước, văn hóa công sở, quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, chính phủ điện tử, kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực, kỹ năng phân tích công việc, kỹ năng đánh giá thực thi công vụ, kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật. Nội dung bồi dưỡng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm 3 phần kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan đơn vị. Ngày 26 tháng 9, huyện Hòa An tổng kết sản xuất thúc lá niên vụ 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất thúc lá niên vụ 2020-2021. Nhiên vụ 2019-2020, huyện Hòa An trồng được 1.598 ha, đạt 98,1% kế hoạch, năng suất đạt 25,44% tạ trên 1 ha, đạt 100,9% so với cùng kỳ, sản lượng 4.066,6 tấn, đạt 99%. Đa số các hộ đều sử dụng giống của nhà đầu tư cấp như giống ZL7, ZL6, TL16, C91 đã mở 4 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 169 lượt người tham gia. Niên vụ 2019-2020, các xã thị trấn đã đầu tư trồng được 609 ha thuốc lá chất lượng cao, đạt 37,85% tổng diện tích trồng thuốc lá trên toàn huyện. Tuy nhiên, tại một số xã, việc quy hoạch vùng thuốc lá chất lượng cao còn gặp nhiều khó khăn do đầu tư ít, một số hộ dân sử dụng giống tự để mua phân bón bên ngoài dùng cho việc sản xuất thuốc lá, do vậy tỷ lệ trồng thuốc lá chất lượng cao đạt thấp. Niên vụ 2020-2021, huyện Hòa An tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất thuốc lá chất lượng cao đạt 50% tổng diện tích với 1.600 ha, sản lượng ước đạt 4.100 tấn. Các doanh nghiệp cấp miễn phí hạt giống cho người trồng thuốc lá. Ứng trước 80% phân bón, hướng dẫn xây dựng và cải tạo lò sấy, tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc, hái, sấy cho người trồng thuốc lá trên địa bàn sản xuất thu mua 100% sản phẩm trong vùng được giao theo hợp đồng đầu tư. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An đã tặng giấy khen cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất thuốc lá niên vụ 2019-2020. Chiều ngày 25 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm học 2019-2020, thành phố có 35 trường học với gần 1.500 học sinh, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kết quả chất lượng giáo dục, cấp trung học cơ sở có 29,5% xếp học lực loại giỏi, 42,3% xếp học lực loại khá, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Cấp tiểu học có 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Bậc học mầm non tỷ lệ huy động trẻ đến trường đối với lứa tuổi, nhà trẻ đạt gần 58% mẫu giáo đạt 100%, trẻ 5 tuổi được ra lớp đạt 100%. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục thành phố đã có thêm 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 24 trên 35 trường học. 100% đội ngũ, cán bộ, quản lý, giáo viên, cả ba cấp học đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên. Các công tác như nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ, giáo viên, cán bộ, quản lý, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả. Năm học mới 2020-2021, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục đổi mới về phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, xây dựng nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra kiểm định chất lượng tại các cơ sở giáo dục. Nhân dịp này, ba tập thể, được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh, bốn tập thể xuất sắc tiêu biểu, 11 đơn vị trường học được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chín tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho 31 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 107 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 949 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Chiều ngày 26 tháng 9, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho trên 120 học viên học lái xe tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh. Nhằm trang bị đầy đủ các kiến thức về pháp luật cho người lái xe, chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phổ biến các quy định về luật giao thông đường bộ, thông báo nhanh tình hình tai nạn giao thông của cả nước, tỉnh có bằng từ đầu năm 2020 đến nay. Phân tích làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông, nội dung văn hóa giao thông tiêu chí văn hóa giao thông, sát thực, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng học viên để phòng ngừa tai nạn giao thông. Buổi tuyên truyền cũng nhấn mạnh về những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, ý nghĩa của các nhóm biển báo tín hiệu giao thông, những quy tắc nhường đường, thống kê về các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông. Hoạt động tuyên truyền giúp các học viên học lái xe nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông. Chiều ngày 25 tháng 9, Thành đoàn Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Trung tâm Anh ngữ Cleaver Junior đã phối hợp tổ chức chương trình Trung thu cho em năm 2020. Trong khuôn khổ chương trình Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Trung tâm Anh ngữ Cleaver Junior đã trao 155 xuất quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, khẩu trang y tế cho các em học sinh trường tiểu học Chu Trinh và hai thùng bánh kẹo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại những nơi đến thăm và tặng quà, đoàn đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm, đồng thời mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phần đấu là con ngoan trò giỏi trong ngoan Bắc Hồ, chăm chỉ học tập và rèn luyện để sau này trở thành chủ nhân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ 10 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin sau.